Sáng nay trong hoạt động liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 tại thành phố Hải Phòng đã diễn ra hội thảo sản xuất và phân phối tin tức đa nền tảng, mang đến nhiều thông tin hấp dẫn, cập nhật xu hướng sản xuất và phân phối tin tức hiện nay đối với ngành truyền hình. Tại liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41, các hội thảo chuyên đề là dịp để những người làm truyền hình cả nước cùng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, giúp tạo ra những tác phẩm truyền hình có chất lượng tốt hơn. Đây là thách thức vô cùng to lớn, chưa kể sự phát triển công nghệ rất nhanh, liên tục. Cứ mấy tháng lại có công nghệ mới và người dùng đã áp dụng công nghệ mới để sáng tạo ra nội dung hàng ngày, trong khi báo chí, truyền hình đòi hỏi những quy trình phức tạp hơn. Các đài truyền hình bây giờ ngoài cái việc vẫn cố gắng sản xuất những nội dung mang tính chính thống chính thức thì cái đòi hỏi về việc tiếp cận người dùng trên nền tảng digital là vô cùng quan trọng. Cho nên câu chuyện chuyển đổi số bây giờ là một cái đòi hỏi vô cùng cấp bách và không thể khác được. Trong những cái nghiên cứu mới nhất thì người ta cho rằng là trong thời gian tới, ví dụ như BBC đã tuyên bố là sẽ ngừng phát sóng mà sẽ chỉ còn các trên các nền tảng số mà thôi. Cho nên nếu chúng ta không tiến hành chuyển đổi số thì chúng ta sẽ không thể tiếp cận được người dùng nay đã di chuyển lên cái môi trường số. Và sau cái quá trình chuyển đổi số hiện nay thì nó cũng không dừng lại mà chắc chắn nó sẽ phải là những cái vòng lặp tiếp tục đòi hỏi chúng ta phải có những cái bước đi chuyển đổi số hơn nữa. Song song với các hội thảo, triển lãm công nghệ kỹ thuật truyền hình do Trung tâm Tin học và Công nghệ truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam tổ chức là cơ hội để những người làm trong lĩnh vực truyền hình và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác đầu tư để cung cấp nhiều kênh thông tin, tiện ích và dịch vụ đa dạng đến với công chúng.